chú Kiệt. Phòng làm việc bên tay phải đó chú. Bên kỹ thuật đã làm giám định. Mày đưa tới lầu chưa? Dạ khoảng 20 phút rồi chú. Giữ hiện trường lại nha. Rõ. Chào mấy đứa. Chào chú. Chào chú. Chào chú. Chào chú. Báo cáo sơ bộ đi. Đây là Thượng tá Kiệt, phó phòng. Dạ. Thưa chú, đây là Trí, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hình sự, mới xin về thực tập ở phòng mình. Con thấy có trọng án nên cho Trí theo học hỏi luôn. Dạ, cũng chào chú. Được rồi, ráng cố gắng nghèo. Dạ, cũng cảm ơn chú. Dạ. Mọi người cứ tiếp tục đi. Dạ. Thông tin thế nào Minh? Dạ thưa chú. Dạ, nạn nhân là ông Nguyễn Thế Cương, năm nay 56 tuổi, là chủ căn nhà này. Phát hiện lúc nào? Dạ thưa chú, người làm ở nhà này là bà Bảy. Phát hiện vào lúc 11 giờ rưỡi trưa nay. Còn phía trinh sát thì sao? Dạ. Dạ, có dấu hiệu cậy phá trên cái sắt, còn đang xem xét hướng đột nhập. Cậu lấy thước đo khoảng cách đi giùm tôi. Dạ. Nha. Thưa chú, thời điểm tử vong khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ. Từ bức tường này tới cái bàn. Dạ. Khả năng nạn nhân bị tấn công liên tiếp bằng cái mỏ lết này gây xuất huyết não, dẫn đến tử vong tức thì. Hung khí tại hiện trường sao? Hung thủ biết cách giúp mình tiết kiệm thời gian quá ha. Tuy vậy, hung khí này có dấu hiệu bất thường nên con chờ chú tới. Quả thật là vô lý. Thứ nhất, vết thương không phải nằm ở mạch máu chính, nên sau khi bị đánh máu mới từ từ chảy ra. Thứ hai, với hai nhát đánh vào đầu, động tác rất nhanh gọn, hung khí không thể nhanh chóng dính máu nhiều đến như vậy. Máu ở vết thương không nhiều, sao lại dây ra sàn như thế này? Vết máu này rất nhạt, có vẻ như nạn nhân bị xê dịch đi. Minh à. Dạ. Đo khoảng cách từ cạnh bàn bên này tới tử thi cho chú. Dạ. Toàn à, định nha. Dạ. Khi phát hiện ra sự việc, người nhà có tác động tới hiện trường không? Dạ không, hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay can thiệp. Nạn nhân thì bị tấn công phía bên trái. Nếu đứng ở cạnh bàn đối diện, tay của hung thủ không thể nào giới tới được. Còn nếu hung thủ đứng ở đây thì cái lực ra đòn cũng không thể mạnh như vậy được. Nếu vậy á, tử thi đã bị xê dịch trước khi chúng ta tới. Dù là có dấu hiệu xê dịch nhưng không có dấu hiệu tử thi bị kéo từ nơi khác đến đây. Nghĩa là nạn nhân bị tấn công khi đang đứng tại hiện trường. Nhưng nếu hung thủ tấn công từ bên phải thì hẳn nạn nhân phải có động thái đưa tay ra đỡ hoặc chống cự, trừ khi nạn nhân bị bất ngờ và quay lại cho nên không kịp phản ứng. Vì nếu đứng cạnh bàn trong trạng thái đó, thông thường nạn nhân sẽ phải bấu víu lấy bàn, té sấp lên bàn hoặc sát chân bàn. Còn trạng thái nằm ngửa như thế này, có thể hung thủ kiểm tra xem nạn nhân đã thực sự chết chưa. Điều đó giải thích vết máu nhạt dây lên trên sàn gạch. Trí. Dạ. Cùng anh ra ngoài đo cái lan can coi, coi nó cao bao nhiêu nha. Dạ dạ. Đi. Quyên. Dạ. Nhìn thử coi.
coi có dấu vết gì trong ngón tay của nạn nhân đúng không? Là cà phê. Nè Minh, chụp dạ. lại vị trí tách cà phê và điện thoại. Dạ dạ, dở dở lên. Không lẽ tay của nạn nhân dính cà phê từ đây? Ủa, sao lại có cà phê trên mặt bàn? Bởi vì á, cà phê đã bị đổ ra bàn rồi. Nhưng bàn và dĩa sạch bóng mà. Phải. Nhưng mặt bàn, cái tách, lòng đĩa lại sạch sẽ như vậy. À, cô biết rồi. Thủ phạm đã lau sạch. Nhưng mà tại sao? Toàn. Dạ. Kiểm tra két sắt lại. Dạ. Quyên. Dạ. Minh dạ. Chụp cái dấu này. Dạ. Đóng lại đi em. Chú à. Dạ. Hả? À, cái điện thoại nữa Minh. Dạ. Coi có bị hư hỏng gì không. Bên pháp y. Dạ. Dạ thưa chú, cái điện thoại này á không có bị hư hỏng gì hết. Ừ. Quyên, ừ. cho anh gửi. Hung thủ định phá két sắt, nhưng có lẽ là bỏ tay, sợ người nhà phát hiện cho nên bỏ trốn. Ừ. Cho là hung thủ muốn trộm đồ trong két sắt, thì như vậy hắn làm thế nào để mở két? Có lẽ hung thủ không biết mã số cho nên cố tình nại phá. Con hiểu chú muốn nói gì rồi. Nếu hung thủ muốn mở két thì ít nhất ổ khóa phải bị tác động. Ở đây ổ khóa còn nguyên vẹn, không một vết trầy xước nào hết. Vết xước ở ngoài mặt cánh cửa này là cố tạo ra để gây chú ý. Dạ. Tìm coi trong người nạn nhân có chìa khóa két sắt không. Dạ. Đúng. Con nghĩ có thể là hung thủ đã đi vào bằng hướng này. Thưa chú, có một chùm chìa khóa và cả cái di động này nữa. Trộm cướp á mà lại bỏ qua cái di động mắc tiền này sao? Nè, Nguyên, em giữ giùm anh nhân vật dụng này. Cái bao đi. Dạ. Khoan. Dạ. Để anh chụp lại. Nếu mục đích của hung thủ đột nhập vào đây để mà cướp của, thì hung thủ phải lục soạn người nạn nhân chứ. Nhưng ở đây tử thi hoàn toàn không có dấu vết bị lục soát. Cũng không có tên trộm nào đột nhập vào nhà lại không nghiên cứu mở két, rồi lại ra đi mà không lấy món gì. Hình như là hắn đang muốn che giấu một điều gì đó. Hung thủ chỉ cố tạo hiện trường giả là cướp của giết người. Hắn che giấu tất cả mọi thứ, nhưng để lại hung khí ở hiện trường, kỳ lạ vậy. Có lẽ hắn muốn xóa một dấu vết khác. Quyên. Dạ chú. Cháu kiểm tra lại hung khí coi có đúng là hung khí gây án hay không. Dạ. Khi
Khi nãy chúng ta đã giả thiết hướng tấn công của hung thủ là phía kia. Mọi người không thấy một chi tiết lạ hay sao? Cho chị một cái bao. À, con hiểu rồi. Hung thủ á đột nhập từ phía cửa phòng này, chứ không phải là phía cửa sổ đằng kia. Ở dưới nhà luôn có người túc trực, như vậy có nghĩa là không có kẻ đột nhập nào hết. Thủ phạm có khả năng chính là người trong nhà này. Nạn nhân khi đó đang đứng trước bàn, có thể đang gọi điện thoại. Nếu vết thương từ bên trái hướng tới mà điện thoại không bị hư hỏng với lực đánh này, khả năng nạn nhân thuận tay phải. Nếu như nạn nhân đang uống cà phê thì cà phê phải đổ loang trên mặt bàn hoặc loang trên người y. Cái tách cũng sẽ bị rơi xuống đất. Như vậy giả thiết hợp lý nhất là nạn nhân đã quơ đổ trong lúc ngã. Như vậy sẽ kéo theo chiếc tách rơi xuống đất, gây đổ vỡ, gây ra tiếng động. Trừ khi cái tách không bị đổ ra bàn, có một kẻ thứ hai đã lao cẩn thận nhưng không để ý cà phê đã bị động lại dưới đáy dĩa. So sánh các dấu vết, khả năng rất cao đây là hung khí. Hung thủ đã ngang nhiên để lại hung khí tại hiện trường thì sao phải cất công lau dọn tách cà phê đổ chứ? À, vậy thì để lý giải được cho chuyện này thì có thể sẽ có thêm một người thứ hai nữa. Và sau đó thì lau dọn đi để không còn dấu vân tay nữa, để che giấu đi sự có mặt của mình. Bảo. Dạ. Kiểm tra lối đi này thế nào rồi? Dạ, có thể thoát ra bằng lối này được. Chỉ cần qua khỏi bệ cửa sổ là ra được lan can phía ngoài. Từ đó có thể bám theo những gờ tường hoặc là ở những thân cây, và cứ như vậy mà leo xuống. Chị Toàn. Dạ. Đi kiểm tra tất cả các dấu vết ở phía dưới những cái cửa sổ này. Dạ. Minh. Dạ. Với Bảo. Dạ. Chuẩn bị liền căn phòng để lấy lời khai những người trong nhà. Dạ. Dạ. Rồi á, cho người tỏa ra xung quanh đó để tìm thêm các tin tức, rồi tra cứu tất cả danh sách các cuộc điện thoại từ cái số điện thoại này gọi đi trong 3 ngày gần đây. Dạ. Dạ. Quyên. Dạ. Cho báo bên pháp y với môi trường để họ chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Ừ, dạ rồi chú. Dạ, ở đây nè chú. Cô chú Trực, đi theo hướng này. Cậu ghi lại hết chưa? Dạ rồi. À, thôi qua bên kia.
Đồng chí, dạ đợi kỹ thuật tới ngay nhà sau đi. Dạ rõ. Phong tỏa hiện trường, kiểm tra các dấu vết còn lại. Rõ. Chị cứ kể lại tuần tự sự việc chậm rãi chứ không cần phải vội, nhưng phải thật là chi tiết và chính xác. Dạ, nhưng mà tôi hay bị liệu lắm. Ông mấy ông cũng đừng có la nạt tôi nha. Dạ, không ai la gì bảy đâu, ở đây chỉ là lấy lời khai thôi. Bây giờ dì Bảy chỉ cần tập trung, nhớ cho thật là chi tiết, thời gian, và càng chi tiết càng tốt. Đó, bây giờ đầu tiên nha, dì Bảy cho con biết dì Bảy tên gì. Tên tôi hả? Dạ. Dạ. Dạ, tôi tên là Lê Thị Bảy. Dạ, cảm ơn dì. Dạ, tôi 52 tuổi. Tôi với ông xã tôi làm ở cái nhà này hơn 20 năm rồi. Mà từ cái hồi ông chủ Cảnh còn sống kìa. Ông chủ Cảnh là? Dạ, ông chủ Cảnh á là cha vợ của ông chủ bây giờ nè. Ông chủ đang nằm chết ở trên. Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Chị bình tĩnh đi. Tôi uống sợ nước. Tôi sợ quá. Không có gì đâu, cứ bình tĩnh. Rồi, bây giờ chị hãy kể thật chi tiết câu chuyện xảy ra sáng nay. Kể chi tiết sáng nay á hả? Vậy là ông chủ sáng nay á, ông thức dậy, tôi thấy ông kỳ cục quá. Dạ chào ông chủ. Ông chủ, dạ chào ông chủ. Anh Bảy nè. Dạ. Nói với thằng Phan chuẩn bị xe, hôm nay tôi đi công chuyện sớm đó. Dạ. Chị Bảy, chị dọn điểm tâm đi,
Dạ ông chủ. Còn sớm mà anh. Em đang hâm nước dùng, sắp có bánh canh ăn rồi đó. Hôm nay tôi đi công việc sớm, hơi đâu mà chờ. Ăn trứng chiên là được rồi. Mời anh uống cà phê. Dạ. Má. Con. Hôm nay ba đi làm sớm vậy ba? Con chuẩn bị đi học hả con? Dạ. Chuyện học sao rồi? Dạ. Tuần sau con thi học kỳ rồi, cho nên là hôm nay con tới thư viện để đọc sách. Nhưng mà con sẽ về kịp vào buổi chiều. Nè. Sao ba? Chuẩn bị thực tập rồi đó, phải cố gắng nha con. Dạ. Vô công ty của ba đó, vừa thực tập vừa phụ ba điều hành công ty nha con. Dạ, con cảm ơn ba. Má, con được thực tập ở công ty của ba rồi. Để qua hôm nay đi. Chủ nhật này nếu như rảnh rỗi, ba con mình đi câu cá. Dạ. Ăn đi con. Chào ba, chào má. Dạ con chào ba, con chào má. Chị Bảy ơi. Ơi. Chị à. Chị lên kêu thằng Cường xuống ăn sáng luôn. Dạ để tôi kêu. Đúng rồi. Ở sao mày lọt mẹ mày lèo. Xin lỗi ông chủ. Không có kêu réo gì hết đó. Thân của nó thì nó phải lo. Lúc nào cũng phải có người hầu sao? Dạ, mọi bữa nó cũng dậy sớm lắm. Chắc là hồi tối nay nó thức khuya học bài. Tôi không muốn nghe tới nó nữa. Hiểu chưa? Không một lời nào nữa. Sao sao mày lọt mày mày lẹo? Xuống cái chỗ này nè. Ai ngờ vài tiếng sau ông đi. Chị bình tĩnh. Tính tình ông Cương bình thường như thế nào? Dạ ông chủ, khó mà dễ, dễ mà khó. Nếu mà biết ý ông á, đừng có làm chệt, thì ông cũng không có khét bét khe đe gì hết. Ông cũng tốt bụng lắm. Còn Cường là ai? Tại sao ông Cương lại tức giận mà không muốn nhắc tới? Dạ, cậu Cường là con trai lớn của ông chủ.
thiệt ra bình thường. Ông cũng rầy rà ông la vậy thôi, chứ đâu có đến nổi giận như vậy. Mà thiệt tình tôi cũng không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Vậy quan hệ cha con của họ như thế nào? Dạ, cậu Cường hư đốn lắm, ông chủ cũng la rầy hoài à. Cậu Cường ăn chơi xa đọa dữ lắm, ông chủ cũng thương, nhưng mà hai cha con hình như không có hợp nhau, ít có nói chuyện với nhau nhiều lắm. Ông chủ á, ông nói chuyện với cậu Tiến, ông thương cậu Tiến nhiều hơn hay sao á. Tiến là con trai thứ hai à? Dạ không phải, cậu Tiến á là con của bà chủ Mai, bà chủ bây giờ nè. Nói vậy là... Dạ, bà Mai là vợ sau của ông chủ, có con riêng tên là Tiến. Cậu Tiến cùng tuổi với cậu Cường. Còn cậu Cường, cô Vi, cô Thảo là con riêng của ông chủ, với bà vợ trước tên là Thanh Vân. Thôi, chị uống miếng nước rồi kể tiếp sự việc sáng nay nha. Ông chủ á, sau khi ông chủ ổng đi rồi á, thì mấy đứa nhỏ cũng đi học luôn. Tôi với bà chủ Mai đi xuống bếp làm tiếp công chuyện. Đến hơn một tiếng đồng hồ, ông chủ trở về. Tôi nói để rồi ông coi, có ngày cũng nghiện ngập hoặc là hút chích à. Đám thanh niên bây giờ cũng dễ hư lắm. Ơi, hơi đâu mà nói bà ơi. Mình là cái ăn người ở trong nhà này, nó có coi ra gì đâu. Bà nói nó còn chửi bà thêm à. Ê, ê. Cái gì? Lại nói nghe nè. Chị, tới đây hỏi cái coi. Hồi tối ai mở cửa cho cậu Cường vậy? Còn ai vô đây nữa? Hồi hôm mưa lớn quá tôi ngủ quên, không biết gì hết á. Ông, vậy là chắc cô Mai rồi. Mà cô Mai á, làm vậy hoài, rồi ông chủ á, ông trút hết trên đầu cho coi. Nghĩ mà tội, đâu có cần phải lấy lòng con chồng vậy đâu. Nó chửi xà xả trên đầu vậy á. Nhà này á, ngoài ông chủ ra nó còn sợ ai đâu. Nhưng tôi nói thiệt nghe không, bà mới là thứ dữ á. Cái gì? Ai trong cái nhà này cũng bị bà chửi hết á. Từ ông chủ Cảnh tới ông chủ Cương, từ bà Dân tới cô Mai. Đụng tới bà tổ cha mày, tổ cha mày. Thấy không? Tôi liệu chứ bộ. Mà vợ tôi liệu khôn dữ ha, toàn là chửi cha người ta không à. Ôi cha, hôm nay ông chủ về sớm dữ ta. Dạ ông chủ mới về. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Dạ, vô luôn, đúng rồi. Qua trái chút, qua trái. Dạ, rồi, rồi, rồi. Thẳng luôn, thẳng luôn. Dạ rồi. Mai, ông chủ về rồi kìa em. Chắc là để lo cho buổi chiều đó chị. Chị coi kiểm tra chén dĩa sẵn nghe. Rồi, chị kiểm tra rồi. Chị Bảy, pha cho tôi ly cà phê. Dạ.
À, chị ơi, hay là để đó em pha cho. Ờ, được rồi. Chào bà. Sáng đi sớm, ăn uống gì chưa chú Phan? Dạ, tôi tính để trưa ăn luôn. Dạ. Tôi lên gặp ông để lấy tiền đi sửa xe. Ừ, ở trển á, ông đang ở trên phòng làm việc á. Dạ, hồi nãy ông có dặn rồi ạ. À. Ừ. Khoan đã. Có đúng là cái mỏ lết này không? Ôi trời đất ơi. Dạ. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng cái mỏ lết này rồi. Trời ơi, không lẽ. Chị bình tĩnh. Chị có thể trả lời tiếp được chứ? Ừ, dạ, dạ được. Mời chị. Dạ. Đúng là cái mỏ lết này rồi. Là cậu Phan cầm cái mỏ lết này đúng rồi nè. Sau đó thì sao? Dạ, sau đó tôi vô bếp làm tiếp công chuyện. Một lúc sau nữa thì bà chủ Mai bỏ xuống làm phụ tôi. Khoảng thời gian đó là bao lâu? À, dạ, y như là 5-10 phút gì á. Khi bà Mai đi trở xuống bếp, chị thấy có cái gì khác lạ không? Dạ, mặt bà hơi buồn buồn. Mà đang lo lắng gì á? Lo lắng chuyện gì? Cậu Cường á mà. Lo ăn chơi trác táng lắm. Con trai thanh niên gì đâu mà cứ ngủ trưa trờ trưa trật 9-10 giờ. Rồi lại còn bỏ học nữa. Bà chủ Mai á, bà thấy ông chủ ổng về, sợ cậu Cường bị rầy. Cho nên á, bà kêu cậu Cường dậy. Mà thấy cậu Cường ngủ mê man quá, cho nên bà không dám kêu đánh thức dậy. Sau đó thì chị thấy còn ai lên phòng nữa không? Dạ không. Lúc tôi ngồi tôi làm bếp á, tôi nhìn lên cái hướng cầu thang không có thấy ai hết á. Như vậy chị có thấy Phan trở xuống hay không? Dạ không, không có thấy. Ông chủ cho tôi dọn ly. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Chuyện gì ông chủ ơi, ông chủ. Chuyện gì? Ai ông chủ? Ông chủ. Anh ơi, anh sao vậy nè? Ông chủ. Anh sao vậy? Ông chủ. Ông chủ ơi, kêu cấp cứu đi, kêu cấp cứu đi. Anh chủ ơi, ông chủ chết rồi. Trời ơi, ông chủ nữa, kêu cấp cứu đi, kêu cấp cứu ngay đi. Anh chủ ơi, ông chủ chết rồi, đừng kêu nữa, đứng lên. Ông chủ chết rồi mà, đứng lên đi. Ông chủ ơi, ông chủ chết rồi, đừng kêu. Ông chủ ơi, đi ra ngoài đây đi, đi đi mà. Ông chủ. Nghĩa là chị đã xê dịch người ông Cương lại. Dạ, tôi tưởng ông chủ bị xỉu như mọi lần. Vậy là ông Cương có tiền sử bệnh hay là sao? Dạ,
Ông chủ bị huyết áp thấp cho nên bị xỉu vài lần, cho nên tôi tưởng tôi mệt quá, tôi cho tôi nghỉ một chút được không? Uống miếng nước đi. Dạ. Thôi được, bây giờ chị tạm ra ngoài nghỉ đi. Dạ, dạ. Khi nào cần tôi sẽ hỏi. Dì Bảy, dì hãy ký vào biên bản lời khai này. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn. Chú, con tìm được dãy lau xe có dính cà phê nè chú. Và quyển sổ này trong phòng tài xế Phan. Dấu chân dưới sân cho thấy nghi phạm đúng là đã trốn thoát từ lối cửa sổ của phòng làm việc. Như vậy thì tài xế Phan đâu? Dạ, đã bỏ trốn rồi chú. Không thể để bị bắt được. Báo tăng cường người truy bắt nghi phạm Phan. Dạ. Chị ngồi đi. Dạ. Tôi là Ngọc Mai. Ngọc Mai. Anh Kiệt. Không ngờ. Đúng là anh Kiệt rồi. Đây là bạn học cấp 3 của chú. Dạ. Tôi thì không ngờ gặp lại Mai ở hoàn cảnh này. Tôi xin chia buồn với Mai và gia đình. Không sao. Anh Kỳ cứ hỏi những gì cần thiết. Theo như lời khai của chị Bảy thì thái độ của ông Cương hôm nay rất lạ lùng. Ông về sớm hơn mọi lần. Thì như vậy bà có biết lý do tại sao không? Tôi biết. Vậy lý do gì? Hôm nay là ngày giỗ vợ trước của ông Cương. Giỗ vợ trước của ông Cương? Phải. Vợ trước của ảnh đã tự tử. Cũng vào ngày này 7 năm trước. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Mình đi. Cảm ơn chị. Dạ. Ngoài những người trong gia đình thì có ai đến nấu phụ cho đám giỗ nữa không? Dạ. Ông Cương đặt tiệc ở bên ngoài nấu. Buổi chiều họ sẽ đến nhà phục vụ hết. Mỗi lần đến đám giỗ của vợ cũ thì ông Cương lại căng thẳng như vậy sao? Hình như lần nào cũng hơi căng thẳng như vậy.
Mai có thể cho biết về cái vụ mà bà vợ trước tự tử cách đây 7 năm không? Thật ra anh Kiệt cũng biết vợ trước của anh Cương đó. Vợ trước của anh Cương chính là Thanh Vân. Thanh Vân là lớp trưởng của mình ngày xưa đó. Nè, bà dáng giống tôi vậy nè. Đó, thấy chưa? Nè, có đang cày rồi nè. Trời ơi. Tôi tưởng ông về rồi ngủ luôn rồi chứ. Đâu có đâu, tại chỗ bắn nó xa quá. Lý do này, lý do nọ, mệt quá. Trời, Tuyết dạy Kiệt giống như là vợ dạy chồng quá tụi bay. Ừ, đúng rồi đó. Ông nói gì vậy? Ê, nay hết dạy chồng rồi giờ tới dạy con nữa hả? Nè nè, bà là phụ nữ đảm đang mà. Vừa phải thôi nha. Phụ nữ đảm đang còn mà. Còn ông nữa. Thôi đi. Thôi gì? Lấy nhau hồi nào mà thôi. Đúng rồi đó. Lấy hồi nào. Lấy nhau hồi thôi. Ông nói gì vậy? Còn bà nữa. Không binh vực tôi tiếng nào hết. Ông chồng bỏ hoài vậy. Thôi làm lẹ. Ủa, chuyện nhà bà sao tôi dám xí vô? Đúng không mấy bạn? Đúng rồi. Phải rồi. À thôi thôi thôi, mấy bạn đừng có chọc Mỹ Tuyết nữa. Nè lấy đèn cầy nè, cắt ra làm hai đi. Chứ không thôi á, nó dài rồi gió thổi nó tắt mất tiêu á. Ừ, thôi nó làm đi. Ê ê ê, mà không được, mình phải có mấy cái quạt để trang trí nữa. Đây đây, có đây. Nè, quạt nè. Ê, còn thiếu hai cây nữa đó. Ông không đưa cái dao cho tôi, sao tôi cắt? Nè, coi bộ tiết mục văn nghệ của lớp mình kỳ này á là đoạt giải chắc luôn á. Chứ sao? Chắc không? Tôi với bà Mai làm cả ngày hôm qua luôn á. Giống bà vậy. Ôi. Đẹp ta. Wow. Đẹp ghê á. Đẹp quá à. Ủa đẹp quá ta. Đẹp quá. Khi sân khấu vừa tắt đèn, 10 bạn nữ của lớp mình á sẽ cầm 20 cây quạt cùng với nến mang ra. Một cảnh tượng thật là lung linh. Dễ thương lắm á. Sân khấu ngoài trời đó, rồi lại chạy lăng xăng như vịt cho mà coi. Định đem cái thứ rẻ tiền này đi dự thi sao? Cả lớp bỏ công ra làm, Dân không tham gia thì thôi, có còn phải nói khó nghe vậy không? Ừ, đúng rồi. Khoan hãy sủa cái đã. Muốn binh vực bày đàn thì cũng phải từ từ chứ. Nè, coi nó vừa thôi nghe. Tôi đã chuẩn bị cho lớp rồi, không cần phải đem theo cái mớ rác này đâu. Không sợ bị gió thổi tắt, không sợ phỏng tay, và chả cần cái mớ rác rưởi này nữa. Tôi sẽ bỏ tiền túi ra vì tiền quỹ lớp á, cho ba cái thứ rác rưởi này cũng hết rồi. Mấy thứ này mà tốn hết 10.000 quỹ lớp. Dạ, thì ăn lường xăng của chủ.
Còn con á thì ăn lường của quý lớp. Nói gì vậy? Kìa Tuyết, thôi đi. Đúng là quá đáng mà. Quá đáng đúng là chảnh thiệt. Tôi không ngờ Thanh Vân lại vắng số như vậy. Vậy có biết lý do tại sao Thanh Vân tự tử không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là sau khi sinh con, Thanh Vân bị trầm cảm nặng. Mai có nghĩ là cái vụ tự tử 7 năm về trước nó có liên hệ với cái chết của ông Cương sáng nay không? Tôi nghĩ là không. Bà Mai, bà hãy cho tôi biết bà làm gì, ở đâu từ lúc ông Cương trở về. Gần như tôi túc trực ở bếp cùng với chị Bảy. Chỉ có khoảng 10 phút tôi có lên lầu để gọi thằng Cường thức dậy. Cường ơi, Cường ơi, Cường. Cường ơi, ba con về rồi kìa. Dậy đi Cường. Cường ơi Cường. Ngồi lâu. Làm gì mà có chuyện mà bà vô được phòng tôi? Tào lâu. Tôi đề nghị anh ngồi xuống và nhỏ tiếng lại. Tôi yêu cầu anh nhìn thẳng về phía tôi khi trả lời. Nếu anh bất hợp tác, tôi buộc lòng phải mời anh về cơ quan để lấy lời khai. Tôi nhắc cho anh nhớ, lấy lời khai ở cơ quan thì không có dễ dàng như ở đây đâu. Tôi nói rồi, ở trong cái khoảng thời gian đó đó, tôi ở trong phòng của tôi chơi game và nói chuyện với bạn gái. Bạn gái tôi làm chứng mà. Như vậy anh có nghe tiếng bà Mai gõ cửa hay không? Có. Vậy tại sao lúc đó anh không lên tiếng? Ủa tại sao tôi phải trả lời bà? Xét cho cùng á thì bà cũng chỉ là một ô sin trong căn nhà này thôi, chứ bà có là cái thái gì đâu phải mở cửa. Tôi nhắc nhở anh lần chót về thái độ và từ ngữ khi tôi lấy lời khai. Thực ra thì mấy cái cửa gỗ này dày lắm, gõ cửa bằng tay vậy đó thì cũng không có dễ gì nghe được đâu. Anh nói thời gian đó anh có bằng chứng là đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, không trả lời khi bà Mai gõ cửa. Vậy anh làm cái gì khi bà Mai mở được cửa phòng anh? Tôi nói rồi, bà không có mở cửa phòng tôi được. Tại sao?
Tại vì khi mà tôi vô phòng tôi khóa cửa lại thì cái chìa khóa của tôi nó gắm trong ổ luôn, thì làm sao mà bà mở được? Cho dù có chìa khóa khác cắm vào đi nữa thì bà cũng không bao giờ mở được. Như vậy tại sao lúc ban đầu anh lại khai là không nghe tiếng gõ cửa? Thì tôi thấy rắc rối quá, với lại tôi cũng thấy bối rối vì cái chuyện mới xảy ra. Tới khi mà bà Mai bà vu oan tôi nằm ngủ trong phòng á, mà không bằng chứng, cho nên tôi mới... Không ai vu oan anh hết, do tự anh khai lời khai của anh không thống nhất. Anh trả lời câu hỏi của tôi, vào cái thời điểm đó anh có nghe tiếng động nào khác lạ ở trước cửa hoặc ở ngoài hành lang hay không? Không. Anh có bật nhạc trong phòng không? Không. Nghĩa là lúc đó trong phòng anh yên lặng, anh chỉ đang nói chuyện điện thoại với bạn gái anh thôi. Phải. Anh hãy đọc và ký vô đây. Đọc gì đọc, ký ký thôi, làm sợ. Chào cán bộ. À, anh ngồi đi. Dạ. Xưa nay mẹ kế con chồng hiếm khi nào mà ngọt ngào nhau được lắm. Chưa kể bà chủ, bà Mai thật ra là người làm giữ trẻ trong cái nhà này thôi à. Bà Mai giữ trẻ trong nhà này được bao lâu? Đâu cũng mười mấy năm rồi, khoảng 15 năm á. Bà Mai trở thành vợ của ông Cương từ khi nào vậy? Bà chủ chết đâu được chừng 4 năm á, là ông chủ lấy bà Mai. Nè anh Bảy, uống nước đi. Dạ cảm ơn. Anh đừng căng thẳng quá. Dạ. Thiệt tình tôi thấy vẫn còn run quá, mà tôi thấy có điểm gì hay sao á, tự nhiên nó trùng với đám dỗ của bà chủ. Anh Bảy, anh hãy nói về người tài xế tên Phan. Tên Phan hả? Thật ra thì tôi cũng không rõ lắm. Nó vô nhà này làm đâu được gần nửa năm, nhưng mà tính tình ít nói lắm. Lái xe xong là về phòng riêng à. Vậy anh ta có bạn bè hay là bà con gì hay tới thăm không? Ở đây thì hoàn toàn không có, còn ở công ty thì tôi không biết. Ở công ty thì công ty vận tải của ông chủ á, nó lái xe đó rồi ông chủ rước về làm tài xế riêng luôn à. Vậy tính tình và thói quen của anh ta như thế nào? Cũng siêng năng, cũng chịu làm dữ lắm, cũng biết sửa lặt vặt, có điều cờ bạc dữ lắm mà, với lại nó ghiền đề dữ lắm, ngày nào cũng đánh đề hết á. Mà không phải A Thần Phù nó đánh đâu nghe, nó nghiên cứu khoa học đàng hoàng lắm nghe. Cờ bạc mà cũng có khoa học nữa à? Ừ. Thiệt mà, nó có cuốn sổ mỗi ngày nó mua giấy vò nó dán vô á, nó nói gì nghiên cứu gì khoa học gì á. Là quyển sổ này đúng không? Đúng rồi.
theo nó nói là xác suất quay lại cộng bao nhiêu vòng số gì. Vậy chú có thấy Phan trúng đề nhiều không? Chưa, thấy thua không à. À dạ, bây giờ hãy kể về thời điểm ông Cương trở về nhà sáng nay. Dạ lúc đó vợ chồng tôi thấy lạ, sao hôm nay xe về sớm quá. Dạ mời ông. Dạ ông chủ mới về. Coi xe, xe hư chỗ nào, lên phòng làm việc báo với tôi liền. Chiều nay tôi còn phải đi nữa đó. Dạ. Xe bị hư gì vậy Phan? Hình như bị hư lọc gió thì phải. Hèn chi, xe hư nên ông chủ về sớm hả? Ông đâu có tới công ty đâu. Ây da, nóng quá, đưa dùm cái khăn anh đẩy. Ủa vậy sáng giờ đi đâu Phan? Qua bên ông Hải. Ủa ông Hải luật sư đó hả? Ừ. Ủa ông Hải luật sư làm gì ta? Có tin gì mới chúng tôi sẽ báo cho gia đình biết. Dạ, cảm ơn anh Kiệt. Tôi xin chào. Dạ. Mai, anh Cương. Sao Tuyết nói hôm nay đi Phan Thiết? Nói cho tôi biết đi, chuyện anh Cương có thật không? Tuyết không nhận ra tôi sao? Là anh Kiệt đó. Bà không nhận ra sao? Anh Kiệt. Phải rồi, lâu quá không gặp. Nhưng mà sao anh ở đây vậy? Tôi phụ trách điều tra vụ án này. Không ngờ gặp lại mọi người ở hoàn cảnh này. Nhưng sao bà biết chuyện mà tới đây? Má, là con gọi cho cô Tuyết đó. Tại con sợ má buồn cho nên. Mọi người vẫn còn chưa định thần lại, hôm khác sẽ gặp anh Kiệt nghe. Được rồi, thôi cả nhà cứ nghỉ ngơi đi ha. Tôi xin chào. Chào Tuyết. Mình vô nhà đi. Anh Kiệt, anh đi đâu vậy? Định đi qua bên lưu trữ để tìm một ít tài liệu.
tìm tài liệu về vụ tự tử 7 năm trước ở biệt thự Thanh Vân chứ gì. Úp úp mở mở cái kiểu này là biết được bí mật gì phải không? Em có nghe nói vụ hôm qua nên em đi tìm anh liền đây. Em biết thế nào anh cũng tìm ở phòng lưu trữ. Chú đã phát hiện ra điều gì? Em cho rằng trước khi chết bà Thanh Vân có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Thư tuyệt mệnh à? Chưa hết, trên lọ thuốc mà bà Vân dùng để tự tử có dấu vân tay của người chồng là ông Cương. Vậy ông Cương giải thích sao về điều này? Ông nói nhiều khi lấy thuốc giùm vợ. Cả nhà đều xác nhận bà Vân trước khi chết bị trầm cảm một thời gian dài, phải uống thuốc điều trị rồi thuốc an thần các loại. Còn chuyện bức thơ tuyệt mệnh thì sao? Nói thật với anh, lá thư đã bị đánh mất. Vi, anh Tiến, em đừng có khóc nữa, cứ như vậy em sẽ đỡ bệnh cho coi. Rồi, được rồi, nín đi, em đừng có khóc nữa, còn có anh ở đây mà. Cũng bỏ em đi hết vậy anh. Mấy tuần trước bà nói là chỉ cần em thi đậu đại học thôi thì bà sẽ xin nghỉ làm một tháng chỉ để dẫn em đi du lịch thôi. Được được, không sao đâu. Sáng qua bà Cường nói là sẽ đi câu với anh, bà còn chưa chỉ cho anh cách làm mồi câu cơm nguội nữa. Bà Mai, bà vô đây. Bà, bà không thấy mọi chuyện trùng hợp một cách đáng nghi ngờ hay sao? Tuyết à, bà nói gì vậy? Tôi hỏi bà định bao giờ nói ra tất cả đây hả? Tuyết, nhà mới vừa có chuyện, bà không thể thông cảm cho tôi sao? Được rồi, nếu bà không nói tôi sẽ nói. Tuyết, alo. Dạ, cảm ơn chị, tang lễ sẽ tiến hành vào ngày mai. Dạ. Bà Mai. Tuyết, mình lên phòng tôi nói chuyện đi. Tuyết, đi.
chắn là giấu giếm chuyện gì đó. Ngô Xin này đúng là có ý đồ, định gạt tôi hả? Không dễ đâu, mụ đàn bà xấu xa kia, mưu tính của bà không có qua được tôi đâu. Chào chú. Xin làm phiền, cháu là công an. Cháu xin phép vào trong. Dạ. Đi. Mấy bữa trước á, tôi còn gặp ông Trương Văn Phong. Tôi thấy ông khỏe mạnh lắm, sao giờ chết rồi? Bởi vì không chết có số. Mới sao đâu? Đâu mà thấy đó, chết đó. Trời, ai mà vô đây đi vòng vòng vậy trời? Ai chú này anh em ta sẽ vô đây? Tôi không biết đâu. Một để ta đi, gãi vô hướng phòng nhân sự, chắc là không vô xin việc làm hay gì đó. Thôi cãi nó đi. Đúng rồi. Tôi cũng không biết gì nhiều về anh Phan nữa. Mới về làm được 4-5 tháng thôi, rồi về làm tài xế riêng cho giám đốc. Đây, đây là hồ sơ lưu về quá trình làm việc của ông Phan tại bãi xe. Vậy là ông Phan làm việc ở đây được 4 tháng rồi. Dạ đúng. Lãnh lương được 4 kỳ, rồi về làm lái xe riêng cho giám đốc, nên công ty không quản lý nữa. Chị cho tôi hỏi, ở trong công ty có người nào hay nói chuyện với ông Phan, hoặc là có biết gì về ông Phan không? Cái này tôi cũng không rành nữa. Anh có thể hỏi lại cánh tài xế. Bình thường á, lý lịch trong hồ sơ xin việc phải được địa phương xác nhận. Vậy thì tại sao hồ sơ xin việc của ông Phan bị thiếu mà vẫn được nhận vô làm? Cái này tôi cũng không được rõ nữa. Chào anh. Thúy. Chào anh. Thúy. Dạ. Anh nghe nói mai hình như được nghỉ để đi đám tang của giám đốc hả em? Dạ. À, mà anh nghe nói anh Phan làm chuyện đó hả em? Dạ, em cũng không biết nữa, em đang tiếp bên điều tra. Về việc này á, tôi sẽ hỏi lại bên phòng dân sự. Tại sao hồ sơ của ông Phan á không có xác nhận của địa phương mà vẫn được nhận vô? Có người bảo lãnh thì hồ sơ đâu có cần công chứng gì. Ủa, nói vậy chắc anh thân với anh Phan lắm phải không? Biết sơ thôi, nhưng quen với người bảo lãnh của ổng đó. Vậy người đó là ai vậy anh? Chú Sáu Xì đó Thúy. Chú bảo lãnh cho anh vô làm đó. Chú Sáu Xì làm ở đây cũng vài chục năm rồi, cho nên chú bảo lãnh người rất là dễ. Vậy tôi có thể gặp chú Sáu Xì được không? Tiếc quá, chú đã nghỉ làm cách đây vài ba tháng rồi. Vậy chị có thể cho tôi xin địa chỉ của chú Sáu được không? Nhà của chú Sáu hình như ở dưới Cần Thơ á. Dạ, văn phòng luật sư Hải nghe ạ. Dạ em biết rồi ạ. Chú ơi, luật sư Hải về rồi ạ. Chào anh. Chào anh. Xin lỗi để anh phải đợi. Tôi cũng mới tới thôi mà. Mời anh vào phòng tôi. Dạ. Mời anh dùng nước. Dạ, cảm ơn.
anh Cương là một khách hàng quen. Mọi vấn đề về pháp lý ở công ty Thanh Vân hay việc riêng, anh đều tin tưởng giao cho văn phòng tôi. Không ngờ mới hôm kia còn gặp mặt mà giờ đã... Người nhà ông Cương cho biết sáng cái hôm á xảy ra vụ án thì thái độ ông ta rất là lạ. Khi tới đây á, anh có thấy điều gì khác thường không? Thật sự mỗi lần đến đây để bàn thảo vấn đề đó, anh Cương đều rối bời như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là vấn đề gì? Là về bản di chúc. Đưa giấy số đi. Giấy số. Dạ muôn tờ đi anh. Đưa giấy số cho mày. Dạ. Dạ. Ba, khách hôm qua. U Biên. Hôm qua xui của mày. Đánh đài này ra đài kia. Hôm qua nói rồi, bao lô đi không chịu. Chơi luôn. Bữa nay đánh con 12, bao lô 10.000. Thiệt không? Bao lô con 12 phải không? Ừ. Đợi chút. Ê, thằng này nhát mày ơi. Thôi, công an vừa căng lắm. Ê. Rồi, đi bán đi. Số sâu quắc. Trả nè mày. Rồi, mai lại. Không mua hả? Trời ơi, số người ta đẹp gì nói xấu. Cha nó xui không à. Vết số. Vết số thì ghét rồi. Vết số đi. Lực. Vết số. Trời ơi. Bán tới mai cũng không hết nữa. Ê. Anh Toàn. Làm ăn được quá ha. Em chỉ ghi lẻ lẻ không anh ơi. Kiếm chút đỉnh thôi. Yên chị đi. Anh tìm mày có chuyện khác. Hả? Chuyện gì vậy anh? Ông sáng giờ này sao rồi? Từ hôm thằng Sẹo bị bắt á, ông gom hết cái địa bàn này luôn. Đàn em của ông gom luôn. Mà tụi này chuyên đi đòi nợ mướn đó anh. Mà cái vụ chặt tay lần trước á, là em nghe nói cái nhóm đó làm đó. Còn mày thì sao? Đâu anh giỡn hoài. Em chỉ ghi ba cái sổ sách lẻ lẻ này thôi. Mà cái chuyện đó em dám động tay động chân đâu. Thôi đủ rồi. Dạ. Lần này á, dạ, anh cần tìm một con nghiện đề. Hả? Tìm một con nghiện đề. Chị. Dạ. Bây giờ em ghi lại tất cả các số liệu này. Ghi thật chính xác, không được sai sót, hiểu không em? Dạ. Dạ rồi. Chào chú. Ừ. Dạ, con nhờ chú ký giùm con công văn để chiều con đi Cần Thơ. Ừ. Chào chú. Chào chú. À, ngồi đi. Con cảm ơn chú. Có tin gì mới không? Dạ, thưa chú, hành tung của nghi phạm Phan khá là bí ẩn. Những người tiếp xúc hoặc làm việc chung đều không biết gì về hắn. Thậm chí khi nó chỉ cánh tài xế, mỗi người cho một thông tin khác nhau. Con có cảm giác là cái tên này
đã có sự chuẩn bị thân thế rất là kỹ đó. Còn phía bên trinh sát thì sao? Dạ, tên Phan đúng là một tay ghiền đề, gần như ngày nào cũng đánh, mỗi ngày đánh từ 500 đến 1 triệu đồng. Lương của nó bao nhiêu? Dạ, 8 triệu một tháng thôi chú. Cũng chính vì vậy, hắn nợ rất nhiều bên nhánh cho vay nặng lãi của thằng Sáng. Chào chú, chào các anh. Chưa hết, con tình cờ tìm ra được một đầu mối khác. Thanh Cường, con trai lớn của ông Cường, cũng là một tay nghiện cờ bạc, tham gia cá độ, đánh bạc online. Cùng đường dây Tư Sáng à? Dạ. Cậu công tử này thiếu đám đàn em cho vay nặng lãi của ông Tư Sáng, số tiền lên tới hơn 600 triệu. Trời đất ơi. Dạ, đây là giấy ghi nợ của Thanh Cường. Mới có 20 mấy tuổi đầu. Thêm thông tin này nữa, con nghĩ đã tìm ra được người thứ hai xuất hiện tại hiện trường. Đây là bản kết quả các dấu vân tay trên két sắt ở hiện trường. Đối chiếu với hồ sơ nghi can trong vụ án thì có 4 dấu vân tay trùng khớp. Đó là dấu vân tay của nạn nhân ông Cương, nghi phạm Phan, ông Bảy, và người cuối cùng chính là Thanh Cường. Thưa chú, thật ra nếu cùng ở chung một nhà thì tất cả các dấu vân tay lưu trên két sắt là chuyện bình thường. Huống chi ông Cường có thói quen thường thì không có khóa cửa phòng làm việc mỗi khi đi ra ngoài. Bộ mấy đứa quên lời khai của ông Bảy rồi sao? Ông Bảy sáng nào cũng đi lau sạch sẽ vòng vòng trong nhà. Biên bản lời khai hôm đó có ghi rõ ông Bảy lau sạch sẽ phòng làm việc từ 8 đến 9 giờ sáng, và có lau cả két sắt nữa. À, thậm chí ông Bảy còn sử dụng nước tẩy rửa để lau. Ừ, nghĩa là những người lưu dấu vân tay trên két sắt này là phải chạm tay vào két sắt từ lúc 9 giờ sáng kìa. Ta áp dụng phương pháp loại trừ, bắt đầu từ ông Cương. Vậy thì chuyện ông Cương trở về phòng làm việc chạm tay vào két sắt, chuyện đó rất bình thường. Ông Bảy cũng vậy, có thể sau khi lau xong ông chạm vào mà không để ý. Ừ, đúng vậy. Dấu vân tay của ông Bảy bên hông két sắt có thể là khi ông bám vào đó để làm điểm tựa, để lau sàn nhà, hoặc là để lau những tủ sách gần đó. Minh, tiếp tục đi. Dạ. Còn lại nghi phạm Phan thì dấu vết để lại rất là nhiều, vì hắn cố tình ngụy tạo hiện trường. Cuối cùng đây, dấu vân tay mà bất thường nhất á là dấu vân tay của Thanh Cường. Đúng rồi, dấu vân tay của Thanh Cường xuất hiện ở nhiều điểm, ở tay nắm cửa két sắt, ở mặt cửa và núm xoay mã số. Thanh Cường chính là người thứ hai có mặt tại hiện trường, có thể là đồng phạm của tên Phan. Cả hai lại cùng cờ bạc thiếu nợ. Ừ, cũng đúng. Vẫn còn hướng lý giải khác về dấu vân tay của Thanh Cường. Chưa thể khẳng định cậu ta là đồng phạm.
Sao? Tôi ngồi chỗ này không hợp hả? Tôi biết mà, đâu có ai thích tôi ngồi chỗ này đâu. Nhưng mà nhà không thể nào không có chủ được hết. Công ty của ba tôi cũng vậy. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi thứ trong cái căn nhà này để tôi giải quyết hết. Hả? Có câu đánh chó nể mặt chủ. Bây giờ chủ không còn nữa thì mấy con chó làm ơn nghe lời giùm nha. Nè, anh đang nói cái kiểu gì kỳ vậy? Sao? Tao nói mấy con chó chứ đâu nói mày. Anh, mày làm gì mà căng? Anh hai, anh đừng có quá đáng như vậy chứ. Mày cũng im luôn. Tao chưa cho phép, mày đừng có mở miệng. Anh. Mấy đứa nên nghe lời anh Cường của tụi con. Anh tụi con nói đúng đó. Chỉ đã nhầm lẫn ở chỗ là nhà mình không có nuôi chó thôi. Anh của tụi con nói cũng đúng ở chỗ nhà không thể không có chủ. Mặc dù anh của tụi con đã nhầm lẫn rằng trên danh nghĩa pháp luật má vẫn là vợ của chủ nhà này. Nhưng vì má ít học nên má không dám phản đối việc để cho Cường làm quản lý của công ty. Cường à, mọi việc phải trông cậy vào con rồi đó. Cả nhà dùng cơm đi, ăn đi tụi con. Cảm ơn. Cơm đi, cơm đi, cơm đi, thoải mái, ăn tự nhiên. Ăn đi má. Ăn cơm đi. Ăn cho đã đi. Minh, cửa đó đi. Chào hai anh. Hai anh uống gì? Cho anh hai ly cà phê đá. Dạ được, hai anh đợi chút xíu nha. Anh à, em kêu dịu giùm anh luôn nghe. Ghê. Hai ly cà phê đá, kêu dịu luôn. Dạ cà phê của hai anh. Dạ em mời anh. Cảm ơn em. Em mời anh. À, em tên là Diệu hả? Dạ. Dạ, hai anh kiếm em. Tụi anh có vài câu muốn hỏi em. Dạ. Dạ, mấy anh là công an hả? Ừ. Dạ. Em là bạn gái của Nguyễn Thanh Cường phải không? Dạ, tụi em cũng mới quen nhau thôi. Như vậy là chắc em cũng biết chuyện xảy ra với gia đình Cường chứ? Dạ. Dạ em cũng có biết. Theo như lời khai của Cường á, thời điểm từ 10 giờ rưỡi đến hơn 11 giờ ngày 18 tháng 5, Cường có nói chuyện điện thoại với em đúng không? Dạ. Dạ đúng. Tại lúc đó em chưa vô ca, cho nên dạ anh có điện thoại cho em để nói chuyện. Anh cứ chọc em hoài à, nên em không có tắt máy được.
Vậy thời gian nói chuyện của hai người diễn ra bao lâu? Dạ hình như là hơn một tiếng thì phải. Lâu lắm á. Không lẽ hai anh nghi ngờ anh Cường hả? Anh Cường không có dính dáng gì đâu, em nói thiệt á. Lúc đó anh Cường chỉ nói chuyện tình cảm với em thôi. Em có thể cho anh biết số điện thoại mà em đã gọi không? Tụi em hay rất tâm sự với nhau, nên để tiết kiệm tiền á, tụi em thường xài sim khuyến mãi. Hôm đó em với anh Cường đều xài sim khuyến mãi. Sau khi mà ảnh gọi cho em á, thì sim của ảnh hết tiền. Em gọi lại thì sim của em cũng hết tiền luôn. Cho nên em cũng bỏ cái sim luôn rồi. Em có nhớ số hay không? Dạ em không nhớ. Anh ơi, vậy là anh Cường có sao không anh? Em thề á, là tụi em chỉ nói chuyện điện thoại thôi, chỉ nói chuyện tình cảm thôi, không có nói gì hết. Không sao đâu em, chỉ là thủ tục thôi. Cảm ơn em nghe. Tính tiền giùm anh luôn đi. Dạ. Cô ta nói dối. Phải. Hiện tại có rất nhiều gói cước hấp dẫn, với lại không ai xài sim khuyến mãi hết. Hai anh là công an hả? Có chuyện gì không em? Dạ em có chứng cứ con Diệu khai láo. Alo, dạ nghe. Tôi, Tuyết đây. À, Tuyết hả? Tôi muốn gặp Kiệt một chút, tại quảng trường thành phố được không? À, tôi có chuyện muốn nói với ông. À, vậy là quảng trường thành phố phải không? Đúng. Rồi, tôi tới liền. Rồi.